Xin kính chào anh chị đang theo dõi kênh mua bán xe cũ của nhóm xe cũ Văn Thắng nha. Em là Công Sang và hôm nay lại tiếp tục chuyên mục cập nhật những chiếc xe mới về nha anh chị nha. Trước mắt anh chị đây là một chiếc xe cực kỳ đẹp luôn anh chị, Toyota Fortuner máy xăng một cầu số tự động, sản xuất 2021, nhập nguyên chiếc từ Indo anh chị. Màn trên mình là màu trắng ngọc trai, mắc hơn màu thường 8 triệu nha anh chị nha. Nội thất là màu đen đó. Xe này thì chỉ đi có 10.800 cây thôi, 10.900 cây thôi. Sơn zin là quanh xe luôn, đây có cản chứ còn mấy cản luôn anh chị. Dàn vỏ tất nhiên là theo xe, sơ cua chưa có hạt. Đây, đắp vỏ tuần thứ 28, 2021. Đây, sử dụng được 70.000 cây nữa vẫn bình thường nha anh chị. Mâm của xe Fortuner máy xăng á, thiết kế mâm đa chấu và cực kỳ đẹp nha anh chị nha. Nguyên chắc xe như thế này em quay là một chiếc xe mộc từ khách hàng về, chưa được làm đẹp bên em nha anh chị nha, mới về chiều hôm qua thôi đó. Và bên ngoài không có trầy xước gì luôn anh chị, nhìn không thấy trầy xước luôn. Đây, cản sau cũng có mấy cản nè, chưa có sơn lại luôn. Đây, sơn zin quanh xe luôn. Dàn vỏ là theo xe, gầm bề anh chị có thể xem này, tiếp cận xe mới luôn anh chị. Về bên em sẽ được kiểm tra 176 hạng mục lại ha, vệ sinh sạch sẽ, gầm nội thất nè, khoang động cơ nè đó. Và xe tới kỳ bảo dưỡng bên em bảo dưỡng thay nhớt luôn lại luôn. Một chiếc xe cực kỳ đẹp nha anh chị, lâu lâu mới có một chiếc như thế này thôi anh chị. Fortuner máy xăng 2021, một cầu số tự động nha. Bên trong nội thất nè, chưa được spa nhưng mà nhìn cũng rất là sạch sẽ. Có trang bị là ghế da màu đen này, sàn bọc simili màu đen này, trần bọc ni lông, phim cách nhiệt, DVD, cam lùi, cốp điện đều được trang bị trên xe này ha. Đây cái vô lăng anh chị có thể xem, không có bị sờn chóc, mới tanh nè, gân rồi vẫn còn mới tanh. Cái này còn chưa tháo bọc ni lông, cái đuôi control anh chị. Đó, cụ số nè. Xe máy xăng thì trang bị động cơ 2.7 và hộp số tự động 6 cấp nha anh chị. Đây có phiếu nhắc bảo dưỡng. Nhắc bảo dưỡng 10.000 cây. Tháng 8 2024 nè. Ở xe hiện tại là đi được 10.900 cây. Nhập nguyên chiếc từ Indo nha anh chị nha. Hiện tại thì xe đang được chào bán tại Toyota Tăng Cảng mức giá là 960 triệu. Đó, Toyota Fortuner máy xăng một cầu số tự động, sản xuất 2021, nhập nguyên chiếc từ Indo, một chủ từ đầu luôn đó. 2021 thì bên em vẫn hỗ trợ vay nha anh chị, anh chị có thể vay được 70% giá trị xe trong vòng 5 năm nha. Thì xe này anh chị trả trước đâu đó khoảng 350 đó. Anh chị nếu mà đang tìm một chiếc gầm cao máy khỏe 7 chỗ nè đi gia đình thì đây là một cái sự lựa chọn để anh chị có thể tham khảo ha. Rồi, anh chị cần thêm thông tin về xe, về hồ sơ vay, về kỹ thuật cái xe anh chị đang sử dụng, cứ liên hệ theo số like trên màn hình nha anh chị nha. Bên em sẽ có đội ngũ để hỗ trợ tư vấn anh chị. Rồi, em cập nhật lại thông tin nha. Toyota Fortuner máy xăng một cầu số tự động, sản xuất 2021 đó. Xe đi 10.900 cây và hiện tại đang được chào bán tại Toyota Tăng Cảng mức giá là 960 triệu nha anh chị. Cam kết xe không đâm đục, không ngập nước nè. Bảo hành động cơ và hộp số cho mình 1 năm 20.000 cây về động cơ và hộp số nha. Rồi, cần thêm thông tin liên hệ theo số hotline. Xin cảm ơn chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.